rồi nước mắm vậy đó, rồi mình bỏ kiệu vô vậy nó kiệu mới nổi lên. Bác nào giờ mình mua sống về mình làm lần 10 ký á, không làm ít làm luôn lần vậy đó. Rồi tới hồi mình nó chua rồi cái mình múc ra mình xài vậy hết rồi cái mình ngâm 10 ký khác. Bún bánh hỏi gì nếu người ta ăn bún cái mình bán bún, người ta ăn bánh hỏi mình bán bánh hỏi, nó cũng giá à. Mấy cuốn lá lốp. Đưa cây lá lốp xuống bún. Nhiều người lại thấy thương lắm, ăn rồi mấy chục năm rồi. Bây giờ cứ lâu lâu có đi xa vậy chứ lâu lâu có dịp cũng ghé. Rồi nhiều khi hồi đó người ta dẫn con lại ăn đó. Bây giờ con còn nhỏ rồi cái dẫn ở đây ăn, giờ con lớn có gia đình cái dẫn vợ con lại đây ăn. Cô tên Ngọc Anh. Cô 65 tuổi rồi. Năm 76 đó cô bán tới giờ. Lúc trước thì mình chỉ để cái gánh ngồi thôi, người ta không có cho mướn trong nhà. Giờ cái người ta cho mướn trong nhà mấy chục năm nay rồi, thành ra cô bán trong nhà cũng hai mấy năm. Còn trước đó là bán gánh, để gánh trước đây ngồi. Cũng ở đây, mới đầu bên đây rồi sau qua anh đây. Hai mấy gần 30 năm là mới mướn chỗ bán luôn trong nhà vậy. Đây là 67 Võ Kiệt, phường Cộng Lãnh, quận 1. 6 giờ đến 6 giờ rưỡi chiều em, 6 giờ sáng đến 6 rưỡi chiều. Mình có nem nướng nè, thịt nướng, chả giò, bò lá lốp, gỏi cuốn tôm thịt, còn mấy là cuốn nem nướng hay là cuốn thịt nướng cũng được, cuốn bò lá lốp cũng được. Ai ăn muốn ăn cuốn gì mình bán cuốn đó. Còn bình thường là mình cuốn gỏi với cuốn nem thôi. Hồi nào giờ mấy chục năm nay mình bán vậy á. Cái đũa mình chẻ ra, rồi cái đầu nó là mình lấy lá chuối mình nướng cho nó héo héo, cái mình cột cái đầu cho nó khỏi tuột. Cái lò này thì mình đặt người ta làm. Rồi có liền. Cô bán tới 1 giờ rồi, con gái cô thế cho cô về, cô ăn cơm, cô nghỉ một chút. Hồi xưa thì bán nguyên ngày, mà giờ lớn tuổi rồi cái bán nha, tới giờ đó cái nó mệt, cái về để con gái nó thế. Nhiều khi chiều rồi ra chút nữa, còn có nhiều lúc mệt quá ở nhà nó bán. Ở nhà chuẩn bị đồ. Bún 40 ngàn hộp, mà bánh hỏi cũng vậy trong hộp. Còn nếu mà cuốn bánh tráng thì 50 ngàn còn. Gỏi thì 8 ngàn, nem thì 9 ngàn. Bò lá lốp, thịt nướng thì cũng 9 ngàn cuốn. Còn cây không thì 12 ngàn. Lá lốp này, một cây này là một phần nè, cô bán 40 ngàn. Một phần 5 cuốn. Một hộp thì có nắp thì mình tính thêm 2 ngàn, không có nắp thì mình cho người ta. Đúng rồi, nem mình làm buổi nhà, làm buổi sáng là làm xong hết rồi. Trong này cái cũng có bán ký lô nữa, ai muốn một ký mình bán ký. Ký nem mà có rau bánh tráng bánh hỏi đồ đủ thứ 500 ngàn. Thịt bò với lại mỡ rồi tỏi xả rồi mình ướp vô rồi mình cuốn lên mình bà nướng nem chín rồi đó. Mình cân ký nem không á, suốt đũa ra cân. Đó, nem sống cũng bán luôn, ai mua kiểu gì cũng bán được hết. Nem sống thì mình bán 370 ký, không lấy gì hết á. Còn có đồ chấm, có rau thì giá. Nem này mình làm thịt, thịt với lại tôm á. Lấy củ kiệu cho chú đi, nướng sơ lại cho nó nóng, còn hoài thì mình nướng cho nó chín. Tại vì hoài đem vô đây mà nướng chín nó khói dữ lắm. Em chỉ nướng sơ thôi cho nó đỡ khói. Nếu mà muốn nem nhiều thì gần 2 cây, còn muốn thịt nhiều thì 1 cây nem thôi, nhưng mà gần 2 cây thịt. Cứ 1 cây thịt vậy 12 ngàn.
Cái này là thêm 10 ngàn, 40 thì thêm 10 ngàn nên chừa lần miếng. Rồi rồi. Đây là gì là 50. Nó gãy, nướng chừng 2-3 lần là nó gãy rồi em. Rồi mình bỏ, mình nướng cái khác. Mình mua nạc dăm á, người ta sắt. Nhờ người ta sắt xong rồi về cái mình ướp xong rồi mình xỏ vô đũa đó mình nướng. Có mỡ, có nạc, nhiều người ta chịu ăn nạc, nhiều người ta chịu ăn mỡ á. Thành ra mình làm hai thứ vậy, là ai muốn ăn gì mình bán đó. Cái lò hả? Mấy chục năm rồi đó. Tại vì lúc mà nó lủng, nó bể gì đó thì mình thay cái khác. Mình gá nó vô xài chừng nào mà hết được nữa mình thay khác. Bún bánh hỏi gì, nếu người ta ăn bún cái mình bán bún, người ta ăn bánh hỏi, bán bánh hỏi nó cũng giá hả? Có cái phần cuốn là phải 50, còn cái tô bún vậy thì 40 thôi. Đồng giá hết. Mấy cuốn lá lốt. Đưa đưa cây lá lốt rồi tính tiền đấy. Uống ai ai không muốn cuốn á cái mình tự cuốn cho người ta luôn, còn ta muốn tự cuốn thì mình bán tự cuốn. Không giả dòm thêm em, còn ta muốn thêm thịt thì mình bơ thêm thịt, thường thì người ta thích thêm nem hơn. Mỡ. Tại vì nhiều người ta không ăn tép mỡ á. Mình để ngoài nhiều người ta xin thêm thì mình cho thêm, người ta ăn ngoài cho nó giòn. Cái món mình làm kiểu chua sẵn rồi, ở nhà kiểu mình cũng làm. Làm ở nhà luôn. Rồi nước mắm vậy đó, rồi mình bỏ kiểu vô vậy nó kiểu mới nổi lên. Bán nào giờ? Mình mua sống về mình làm, tự làm luôn. Cô ngâm xong rồi cô phơi rồi cái cô nấu giấm đường á, cô làm. Làm lần 10 kg á. Làm lần vậy rồi mình muối luôn lần chứ đâu có làm không có làm ít, làm luôn lần vậy đó. Rồi tới hồi mình nó chua rồi cái mình múc ra mình xài vậy hết rồi cái mình ngâm 10 ký khác. Tại vì làm lần vậy phải 2 tuần mình mới ăn được, mỗi ngày 1 tuần 2 tuần mình mới ăn được. Anh em làm lần gì đó có mua ký nữa, có mua ký thì bán 200 ngàn ký cỡ nào còn thích nào cũng bán được hả. Nhưng mà cũng có nhiều người ta không ăn được kiệu á, có mùi kiệu người ta không chịu thì mình lấy nước mắm ở đây không có củ kiệu nè, không có mùi kiệu. Cô thường thường là người ta ăn mấy chục năm không à. Ở đây là rồi nhiều khi hồi đó người ta dẫn con lại ăn đó, bây giờ con còn nhỏ rồi cái dẫn lại đây ăn, bây giờ con lớn có gia đình cái dẫn vợ con lại đây ăn. Rồi cái cũng dẫn con lại cái mua cây nem cho ăn vậy đó, giống như hồi đó mẹ nó dẫn lại cho nó ăn cây nem, cái nó nhớ hoài, giờ cái nó đi đâu xa cũng ghé. Lâu lâu có tơ dịp đi ngang cái nó ghé nó mua. Nó nói hồi đó mẹ con dẫn con lại đây ăn cây nem, giờ con nhớ. Dẫn con lại ăn. Có vợ có con cũng dẫn lại đây ăn. Nem nướng chất lượng ăn nướng thịt nướng đó. Với lại nhiều khi ta cũng mến mình. Bán lâu đời rồi đó. Ta cũng thương lâu lâu. Đi đâu nhiều người giờ hồi giờ ta chợ giải tỏa người ta dời đi xa. Chứ hồi đó ở đây là có chợ cá, chợ Cộng Lãnh á. Ta đi xa ở Bình Điền đồ về Thủ Đức chứ người ta cũng lâu lâu có dịp là người ta cũng ghé về đây. Còn mấy là người ta đặt đó rồi mình kêu ship giao lên. Mới giao ở Thủ Đức nè. Thủ Đức, Bình Điền gì cũng giao hết, bị hồi xưa người ta ở đây người ta ăn mà. Giờ người ta quen cái khẩu vị đây rồi. Cái đi xa vậy chứ ta cũng gọi điện. Rồi mình đặt xe giao lên.